Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chiều qua đã trực tiếp kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh được xây dựng trên diện tích khoảng 5,7 ha, khởi công xây dựng vào giữa tháng 7 năm 2021, bao gồm 5 hạng mục công trình chính là nhà trung tâm chỉ huy, nhà ở doanh trại, nhà khách công vụ, nhà làm việc khối tiếp dân, nhà luyện tập võ thuật và thể dục thể thao. Tại đây, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương nhà thầu thi công có nhiều cố gắng nỗ lực xây dựng công trình và đề nghị điều chỉnh bổ sung một số hạng mục, đảm bảo tính khoa học thẩm mỹ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình đúng quy cách chất lượng. Đặc biệt chú trọng chống thấm, hệ thống điện, nước, cây xanh, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều hòa làm mát, an ninh, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra các vụ tai nạn trong suốt quá trình thi công.